Hello mọi người, chuyến đi đầu năm của mọi người như thế nào rồi? Và đây là chuyến đi của gia đình mình. Trên những chuyến đi, mọi người đã tận hưởng được gia vị của những chuyến đi chưa? Và đây là gia vị của gia đình mình. Đây là những gia vị tạo nên cuộc hành trình này đó mọi người. Lần đầu tiên mình đặt chân đến Huế. Huế rất mộng mơ các bạn ơi. Mình sẽ quay lại Huế trong một ngày nào đó. Rất là trộm vía khi hai bạn rất là phối hợp với bố mẹ trên dọc suốt đường đi. Đây là một cái khách sạn ở tại trung tâm thành phố Huế. Chúng mình sẽ ở đây là một đêm, ăn tối và nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục hành trình về nhà nội chơi. Nhìn hoa đào là thấy đúng là miền Bắc rồi đúng không mọi người? Hoàng Nam đang rất là vui bởi vì được về nhà nội. Mình sẽ cho bọn nhóc chụp hình chung với là ông bà để lấy hình làm kỷ niệm nè. Đang cảnh hoàng hôn cho nên tranh thủ chụp hình cho ông bà vài tấm. Ông bà có vẻ rất là thích. Xin lỗi con trai vì ở đây không có cần câu cho nên phải bịa ra đây là cái cần câu cá của con. Nhưng mà bạn cũng rất là vui mọi người. Vừa ông nội cá rất là nhiều rau nè, cây ăn trái nữa nè, và con này đã ăn rất là lớn. Đây là cái bài hát mà phải nói là xuyên suốt hành trình bạn ấy hát cho bố mẹ nghe để không phải buồn ngủ đó mọi người. Đố hai rằng cái này là cái gì? Bông hả? Gì biết không? Biết không? Cái này nè, chỉ một chuỗi đó. Lát khổng lồ. Quạt mò. What? Thằng bờm có cái quạt mò. Tạm chia tay với ông bà nội để mình về vườn nào các con. Địa điểm dừng chân tiếp theo đó là khách sạn Mikayuki tại Đà Nẵng. Đây là khách sạn mang phong cách Nhật Bản rất là hay và tuyệt vời. Ở lại đây một đêm và mình sẽ về vườn tiếp nha. Món quà comeback của Ngân. Vì là quá thích cho nên anh hai để lại vài lời nhắn nhủ cho khách sạn với nhiều lời cảm ơn. Chắc hẳn Bingo và Quýnh đang rất là nhớ gia đình mình đó. Quay lại với cuộc sống ở vườn thôi. Dọn dẹp là điều đầu tiên mà anh Quốc Đất lựa chọn đó mọi người. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nhé. Thank you, bye.